Hello, chào mọi người. Perry của Leo Endymion Community. Thì Đây luôn nha, vâng, mình và cái giọng mà bạn đang nghe đó là Hạo của Leo Endymion Community. Thì ngày hôm nay thì sẽ có cái video là chúng ta sẽ trap thanh nhân vật để cho vua tao lên top 1% ha. top 1 đấy. Mình khiêm tốn một xíu. Top 1%. Top 1%. Chủ yếu ngày hôm nay sẽ là tao nhân vật chính thì của tao của chúng nếu ta. nếu mà người không biết thì anh cũng không thấp lắm, anh cũng top 10, top hình như top 4% Top tao 4% của tao hiện bốn tại, top 4% của tao thì phần trăm nhưng mà ổng thấy lấy cung mệnh đè nhưng mà có mọi người cũng hiện tại là do đây sẽ là một thử thách cực kỳ khó, bởi vì hiện tại là các bạn có thể thấy là đồ cũng đang kha khá chuẩn, kha khá ổn rồi, chỉ có một vài cái gì không các vui bạn ở dưới này thôi, đó nó hơi chưa chuẩn lắm. tỷ lệ Đó, thì ổn rồi 75 232 thì có khả năng là chúng ta sẽ đẩy cái sát thương lên một chút, hạ cái phép phòng ngự này, phép bể zero này đó, quan trọng là vậy. Tấn công thì đó cũng tấn em công nghĩ thì để một chút xíu, cái máu này cũng đang ổn nè. đó Đó, phòng nhưng mà ngự cũng nên cũng được tinh chỉnh sao chút ơi xíu là chúng ta lên 1%. phòng ngự nó cũng được, nghĩ sao mà cái thánh di vật mà mình có cái phòng ngự đó là 50 CV là được đúng không hơn 50 Ok, bây giờ CV chúng ta sẽ bắt đầu. có gì đâu ok ok Chúng ta có những nhiều đầy hạn thì các bạn cũng hiểu là cũng tầm đâu đó khoảng 500 cái. Mình sẽ bắt đầu ok ok á. Tiêu chuẩn mình tiêu cao chuẩn đó các cao bạn. Tiêu chuẩn mình tiêu chuẩn cao. cao quá thì thành ra không có đồ đúng Ok. không có hoa luôn Hình như là mình có cài đặt cái tự động khóa mà không thấy tự động khóa, bắt đầu thấy su su rồi đó. tăng trị liệu Ai dạ, dạ. siêu 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 Bennett Bennett thể chiến Các bạn có biết là mình có bao nhiêu cái? Đây. Đây 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 đây. Để một lát mình cho các bạn xem. tinh thông kìa, từ từ khoan, tinh thông kìa. Tạm đấy, tạm đến được mà. Không. Tiêu chuẩn 1% không thấp được. Cho các bạn nhìn thấy mình. mười một cái nhưng mà cái tinh thông nãy có khả năng mà anh chưa không, có tinh thông anh nào đâu tiêu đã nói rồi, tiêu chuẩn của anh, tiêu chuẩn 500 thánh di vật này sẽ cực kỳ cao, hiểu không? cái số hết video không có gì nâng cho khán giả coi luôn Có thể làm nào có trong khả năng thể phải có nâng giải trí thể phải nâng giải trí đây, có chứ một cái khóa này, có một cái khóa này, mình sẽ nó coi cái đó xui sau không ha. à nham nham nhưng mà tấn công tăng sát thương vật lý hái dòng còn lại hả hái dòng phòng ngự hay bằng hai dòng crit là ngon rồi này suy nghĩ nha cái này suy nghĩ được á này suy nghĩ này Ok, suy nghĩ được cho mày vô. này bốn dòng mà nó chịu á hả sao nó quá này cũng không có gì khóa suy nghĩ được lên bốn nó mà vô chắc tỷ Ứng lệ cử thì viên cũng cho con số 4. ừ ai vậy đồ sen dương kìa đồ sen dương đồ sen dương kìa Sang Jun nào mà chơi ngữ? Rồi, nó Sang vô Jun hết nào mà chơi screen là crit? đi rồi Sang Jun nào mà chơi crit? Có một này cái sao chụp khóa lại này. là kia được mà cái kia được mà ba vòng bốn quá nha chỉ có sách tiền bảo thôi đồ rồi thôi cái ba vòng Ok, bốn cho nó còn 4 được. mà ừ này Ok. luôn ừ thôi xin này giờ tại sao nó giữ cái này Mở chân hai khóa ra bốn dòng được cái chứ bốn dòng mở được chẳng phải khóa ha, mở cái nào khóa cái ha, không tỷ lệ bớt nha. thì đúng có mà thật có biêu mà có biêu mà thật ra tấn công cũng tại được. tại nó vô hết Rồi à, rồi 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 xong 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 mình chưa kịp xong nói vậy xong 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 chưa kịp nói vậy xong rồi. mạnh vậy mạnh quá
sát thương thì tốt thôi. Khoan nha, từ từ nha. Từ từ nha. Suy nghĩ. Sát thương thì tốt. Bỏ. Tốt tất cả trừ sát thương thì tốt hả? Tự nhiên sau ngày hôm nay chúng ta lại 500 thánh chi vật cho Hu Tao mà lại trở thành đồ Gia Lan ha. Một cái khóa này. Có nghĩa là nó không cần đủ hết hai double crit mà chỉ một cái. Tiếp tục nào. Đã nha, 13 phải được một. Sát thương người tốt rồi, sát thương người tốt thảo, tấn công. Ly tấn công này offset được nha. Cho San Yun được. Cái này được. Mà 3.9, 7.8 rồi mới chết. Cho Raiden. Mình sẽ check cái này cuối. Hợp lý. Được. Rồi tăng lui. Vô luôn. Làm luôn cho nóng, bức luôn cho lẹ. Làm luôn cho nóng. Thực ra muốn suy nghĩ nên tạm. Vẫn cố à. Lên 16 thử không được thì thôi. Không, 16 thử thế. Nó không vô crit lần nào. Đó. Là nó là vô lên 16 thử. Ok. Đúng. Rồi nạp tôi đâu? Alo. Này đồ Raiden anh ơi. Bình tĩnh này đồ. Alo Raiden. Bạn ơi. Còn đã có lời được gì không? Đồ Raiden. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đồ Raiden. Đồ. Mạnh nữa chứ. Chết đi. Còn lên 7 trước đi. À. Thật ra nó cũng ngon nha. Ổng ăn Canada. Từ từ nha. Nó gì cái gì ấy? Có nghĩ là sai gì đi lô C6. Bây giờ có lên 100 tinh thông không mày bảo nè. Được. What the hell? Quan trọng nhưng mà anh có cái ngon nữa, em làm cái ra liền sao anh làm nghĩ cho ông ra thế nào vậy? Thấy là không có khóa rồi đó. Chết rồi, chết rồi, có cái gì mình lụm được không nè? Ủa? Dữ. Thấy chưa, em nói rồi, cái hệ thống nó sợ. Ok, tôi thử. Biết đâu đi lớp có cửa. Đi lớp có đang dài nha các bạn. Đi lớp đang dài. Biết đâu 50 CP cái này xài cho Hu Tao luôn, khỏi xài đi lúc. 54. À không, 54 được quên. Nó có cái dòng hơi low rồi, hai dòng mà không max. Min liên rồi, min rồi. Đúng. Min đi. Min tiếng. Ít 2 trong này này, 5.4. Đấy là cái 30 CV rồi, nó min hết, min tới chết. Min điên, min khùng. Min tới chết luôn. Để chờ các bạn đập ma nữ nó không có dễ đâu nha. Giờ Kali nào cũng chơi ma nữ rồi em ơi. Ngự nè. Phong cũng được. Không tệ lắm. Đâu. Tại vì không có phong nào mạnh hết á. Ờ. Nói về tổn thương, ông đang không một. Dạ, giờ có Kali này em chơi không? Có. HB với hiệu quả nào em chơi không? Chơi luôn, em roll liền á. Có em roll đó, tin không? Ly á, em tệ chết mồ luôn mà kêu em men. Ủa, từ khoan. Cái kia được. Ngự. Thôi cũng được mà đó, Ngự. Từ đầu hãy mở lại phút đầu tiên. Chúng ta đã nói gì, chúng ta sẽ xóa bỏ 23 ngự, được không? Ngự. Đây là đồ.
No. Thật ra là tại vì chúng ta phải cân bằng giữa tinh thông, tỷ lệ tấn công, tỷ lệ HP, sát thương, bốn cái đó là. Cái này hả? Ok, cho mày vô dòng ngửa xe. Không, mày không được vô. Ok. Mình đã có một ứng cử viên ở dòng gửi xe. Chúng ta sẽ bắt đầu. Mày lấy phút cũ không? Ồ, rồi giờ có phút mới luôn. Nó không vô. Giả sử mà nói các bạn, giả sử cái này mình là dòng, cái dòng tấn công mà dòng sát thương á, cũng bất suy nghĩ được. Cũng bất luôn. Thì cũng bất cái món này. Giả sử, mình nói giả sử. Các bạn đã nhìn thấy trường phái là Hạo ý. Hạo rất cốt biêm. Hạo rất cốt biêm không? Còn mình là phải tuyệt đối á. Đòi là giờ cũng muốn cốt không? Này cốt cũng tạm được đây. Này cái kia suy nghĩ được mà. Này, cái này chắc chắn nghĩ rồi, cái này nó này nó tự động khóa rồi, chắc chắn nó vô rồi. Này cũng suy nghĩ được. Tôi cho mày một cơ hội. Cái lông mà nãy cũng được mà. Cái lông nãy hả? Đó không kia kìa. Cái giọng cũng ngon mà. Ok, cho. Phải hốt piêm nó mới có cơ hội chứ, anh không hốt piêm thì sẽ có cơ hội. Ngữ thì nó mắc nha. Mình khẳng định là, mình khẳng định là ngữ đang mắc nha. Hai lần vô và hai lần nó mắc luôn á. Đúng. Không. Không. Tao cần quá oxy đi. À, cái dòng cái lần nó vô sát thương vào thì nó luôn. Giờ, các bạn phải nhìn kỹ là tại sao mà cái chuyện lên 1% nó khó như thế không? Không có gì khóa trước rồi đó, cho nên là bắt đầu nó lỏ rồi đó. Ok, mày được chấp nhận nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Đúng. Nãy giờ không thấy bao nhiêu cái tốc độ crit luôn chứ. Nhiều khi á, trầm cảm lắm mọi người. Nhiều khi ước mơ chi... Ê! Con cái khoáng. Con cái, mình dò mấy cái... Suy nghĩ tạm cốt đi. Không có cốt được. Nó nhiều quá. Nó on-set, nhiều ra nó có on-set rồi. Nó toxic. Nó không có on-set đâu. Ok, được. Giọng gửi xe. Ủa, thì ra mày đẹp tới mức đó. Đúng. Không. Thôi, tao gửi mày đi luôn. Nó cũng rén cái vùng ngữ nó ba vô à. Cây lý rồi. Nó hòa xếp khác rồi. Rồi tại sao em thấy thiếu nữ đáng yêu vậy? Ê, kia được kìa. Cái này cũng được kìa, cái kia cũng được. Mà nó lô rồi, cái kia lô. Không, cái nó có hiệu quả nạp rồi, không chạy. Thấy được. À, không được, không được thôi. Mà cái nãy nó buồn crit nó lô rồi tới chết. Nó ra một dòng với cây chứ. Rồi chúng ta có tư viên tiếp theo. Nó lô rôn nhưng mà nó vô hết kìa. Từ từ phát 30, gần 30 rồi đó. Trời ơi, tại sao chứ? Tại sao 5.4 phải lên 17.1 bên kia? Hey, that's pretty good. Ê, nâng cấp thiệt kìa, nâng cấp cho cái lò, cái mới thiệt á. Cái này nâng cấp thiệt á. Bây giờ nhìn nè. 1, 2, 3. Ồ quên, cái này 40. À, nhưng mà cái này ngon rồi. Hiểu chưa? Ủa, cho nên các bạn để ý tiêu chuẩn này cao không?
cao. Cái này khác đó. Đấy, cái hoa. Cái này là phải buộc cái này nè đó. Tức là cái này phải được buộc là 38 đúng không? Ừ. Cái này buộc 40. Cái này phải buộc 12 và 61 đó. Này phải buộc mình 54 18 4. Các bạn mới thấy nó khó chưa? Đó. Anh nói hồi nãy ông nào ra xe 2 rồi một cọ nói chỉ cần tin tưởng là được. Anh hãy tin nó là không okay, ra. Ok, chúng ta sẽ nghi ngờ. Thật ra tại vì Why? Nó được, nó chuẩn chỉ à. Kêu anh chuẩn bị Ron Fury á. Nó đã rất chuẩn chỉ ở đây. Nó còn chữ tinh thông ở đây nữa. Nó kêu anh chuẩn bị Ron Fury. Chị Dory nào cho tinh thông em? Phòng ngữ á. Trời ơi. Đi tiếp luôn. Không ảnh đầu quay lại luôn. Đó, bây giờ mình tới bóng hình màu xanh này nè. Hy vọng là mình sẽ ra được cái gì đó. Cho con nó cái bóng rồi. Không phá đó luôn. Nên là mình gọi là mình ế. Ế. Suy nghĩ. Ế. Khoan. Bạn được vô. Ế. Suy nghĩ. Bạn cũng được vô dòng gửi xe. Ý đó là mình disclaimer nha, có một vài cái trong này là khá là tốt, mọi người có thể nên thử, nhưng mà ông mọi hình ổng quá không muốn thánh gì vật, nó tất cả dòng đều tốt. Best. Đây nó đây. Các bạn đang nhìn thấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, các bạn hãy nhìn đây là những thứ mà mình không sử dụng nè, đây. Được không? Là mới disclaimer nha, có vài cái nên disclaimer, đây là từ good sang best chứ không phải là đi từ dưới lên trên. Ok. Nên nghĩ bọn mình mà dùng vài cái không phải là do nó không tốt đâu, mà do là nó đang muốn. Không phải là nó tệ. Nó không tốt bằng. Ok. Yeah. Ok. Chúng ta bắt đầu tới cái đồng hồ đầu tiên. Tinh thông. Đồ tinh thông ha. Tinh thông hôm trước ha. Ồ, oh, nó nhân 2 luôn. Ai á, mạnh. Nó all in tất cả cái dòng trừ sát tinh bảo. All in ngược. Why? Ít nhất nó 20 đổi sang 20, ok. Bạn không lỗi vậy mà kinh nghiệm. Mình đã xì bít lệch các bạn biết không? Xì bít lệch. Chiếc lõ thiệt hả? Trời ơi, mày nhích lên chơi được không? Mày nhích lên chơi là được rồi. Trời ơi, mày nhích lên trên là mày hoài rồi con ơi. Ừ, nếu mà cái này nhích cái số 11 mày lên trên đây đi là ngon rồi. Không, nhưng mà này vậy không đủ ngon so với anh Hưng rồi. Thôi dụi, tốn phút quá. Ây à. Ây à. Mày hạ bằng cái hiệu quả nào ở đây, xong mày đẩy lên đây là mày huề với thằng này là mày hơn rồi. Trời ơi, mày không có ngừng, mày có 14 tấn công là mày hơn rồi. Tại sao vậy? À, tiếc quá. À, sắp tới ba nữ rồi kìa. Nói sắp tới ba nữ rồi. Ôi trời ơi. Thôi, em nghĩ không nên chịu. Tại anh à, anh thích cốt thì cốt. Không, thật ra mà cũng có những cái bộ offset thủy ngon rồi. Cái dòng dài này có hơi tốt á, nhưng mà sao tôi cảm giác cái chỗ này ngự á. Thì tùy anh phát được, tùy anh mình. Em đâu biết đâu này. Ủa, từ từ tụi bay sinh đôi hả? ra thứ tốt nhưng mà không nâng cấp được. Tấn công, phòng ngự. Nó mắc roll, suy nghĩ được, mắc roll crit mà. Cái lông này suy nghĩ được mà ta. Chắc tùy. À. 4 năm trời các bạn, 4 năm trời chơi game này, 4 năm trời. Trời ơi, không có gì. Ê.
Ly. Ủa khoan này Ly hả? Trời ơi. bắt đầu bị delusion rồi. Không còn cái vision nữa, toàn delusion không. Á! Rớt đúng một vòng. Ê. Nó phải vô sát thương. Ôi giời ơi, nó phải vô toàn bộ sát thương. Không, nó vào sát thương hơn cái cũ mà nó vô mê một vòng vẫn được mà. À, mình đang có những cái nón như thế này. Đây. Đánh bại được cái nón này là ok. Vậy. Đó, nếu mà không có tinh thông thì phải đánh bại được cái nón này. No pressure. Chưa nâng thấy nó số 30 nữa hả? Mày đi luôn. Đúng. Còn một lần nữa. Biết gì không? Nếu nó là 7.8 sát thương bạo nó hòa bên kia. Vô. Sát thương bạo. Em đọc lệnh nạc người khác mà không thầm nạc người khác không chuẩn đâu. Thì rác hết mà. Copium này cho rác rồi đó. Ây da. Thật ra cái lông này khó nha. Lông này khó lắm rồi. Lông khó rồi. Bốn dòng anh muốn bốn. Lông không hoàn hảo là khó rồi. Là nó không đánh bại được cái 21-10 kia. Không khóa này. Tấn công. Im lặng luôn, một khoảng im lặng luôn. Sau khi mọi người coi cái video trước thấy Hảo hoạt động cái gì được cái đó thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua chuyên mục tự khổ bằng Mary. Hôm bữa Hậu nổ gì vô đó thì hôm nay chúng ta không vô gì hết. Ôi dồi ôi, sao lại như thế này? Suy nghĩ cũng được. Ok, này nâng được, cái này nâng được, nhưng mà không dành cho Hu Tao nha. Không, Hu Tao muốn tinh thông. Không dành cho Hu Tao nha. Cái này không dành cho Hu Tao nha. Hu Tao muốn tinh thông á. Này, vậy hôm nay là anh cho gà miên đúng không anh? Gà miên xài tạm đồ đi lướt không? Anh mới có cái lòng mới rồi đó. Trời ơi, còn nó tấn công nữa. Dữ vậy. Ok. Trời ơi, chữ nâng vui được. Lâu rảnh hứng. Ồ, quay. Suy nghĩ. Được. Từ từ, khoan. Mình phải hít thật hay thật sâu. Thở thật mạnh. Và tin rằng nó sẽ không ra. Được không? Màu xanh thôi, được không? Nó sẽ không ra đâu. Tin chắc như vậy, không một niềm tin nào cho nó cả. Nó không được 20 tỷ. Nó không ra đâu. Nó không 20 đâu. Nó không được 20 tỷ lệ bảo đâu. Nó không được 20 đâu. Gì chả gì. Vua tinh thông. Tinh thông này nó còn ngon hơn cái kia. Thì đi lúc anh được. Coi. Ai da. Rồi trích lõ đi anh. Trích lõ đi. Vẫn chưa có ha. Nói chứ là do mình thiếu cái ly phong tới mức mà cái ly phong hồi nãy mình có thể nâng lên 4 được. Thank you.
Trắng tay ra về luôn. Ôi hết. Hết luôn rồi. Cười. Hết luôn. Lần này chơi gì đó đi, một cái đi. Ôi không có luôn. Suy nghĩ. Đau khổ quá. Không mà khó quá, khó qua cái 10, 21 quá. Khó quá. Ôi trời ơi. Nó còn có, cái vấn đề nó không, vấn đề nó không chỉ là 10, 21 mà nó còn 21 tinh thông nữa các bạn à. Ừ, nhưng mà cái này 50 thì không ai bằng gì hết. Nếu cái này 50 đúng không? Ok. Nếu cái này 50 thì không ai nói gì. Nếu what if, what if, what if. Ui khoan. Khoan. Khoan khoan khoan, cái cuối chẳng lẽ cái cuối nó là cái thứ quyết định sao? Rồi không, không tin tưởng đi hơn. Không tin tưởng. Hãy luôn nghi ngờ. Như cách mà đội tuyển thi nào đó vô địch chung kết thế giới. Hãy nghi ngờ. Doubt. Doubt it them. Từ từ nha. Nó 30 à? Không ổn lắm. Nó lâu rồi. 30 mà lên được 38 thì thua. Tại vì sợ nó ra một dòng HP ở đây. Thật ra là đáng lý là nếu các bạn có một cái độc, có cái ly một xin lỗi, một cái lông như thế này thì các bạn có thể lên được, kiểu như là 6-26 hoặc là 10-19 đều được. À, giờ vẫn xài được, vẫn xài được rồi. Vẫn xài được, ở cấp độ này là vẫn xài được, mà do là nó phải đối đầu với cái này các bạn. Ừ, đồ quá nhiều rồi. Mà nó phải đối đầu với cái này. Khổ lắm rồi. Nó all in, nó vẫn đang all in đó nha. Nó hơi low roll nhưng hiện tại nó vẫn đang tính là all in. Tiếp đi. Thôi từ nha, 3.1 cộng 5.8% là min rồi. Nó chỉ hơn thằng 5.4 thôi đó. Nó một lần min. Trời ơi, cái gì vậy, nó đáng lý nó phải là 10 cơ mà. Đừng. Mình có mạnh phải nói gì, thôi quăng vô luôn đi. Cắt đôi nói xong. Ai vậy? Đó, thấy không? Em nói rồi, quăng vô luôn đi. 12, 14. Em 12 là 24, 24 cộng 14 là bằng 30. 38, 39. 39. 39 phẩy. Ờ, cũng được. Cũng được. Có 39, cái này là cũng 39. Từ từ nha. Check nha. 5 minutes later. Ok, và sau một hồi kiểm tra thì trên Akasha System con hụt tao của chúng ta từ 4% lên 3%. Yeah. Lên được 1% các bạn. Vậy là tiêu đề của chúng ta không phải là 500 thánh gì bật để lên top 1% mà 500 thánh gì bật lên đến 1%. Okay. Và đây là chỉ số 35.000 máu. Mình thì ưu tiên máu cao một chút. 1807 tấn công, 170 tinh thông, 82, 218. Chúng ta đã giảm thành công trong việc giảm ngự từ 23 xuống 16. Thì cũng thành công giảm đi nhưng mà thành công thì là thành công rồi. Và đây là set đồ của chúng ta. Hoa thì vẫn là hoa. Lông thì vẫn nó là lông. chúng ta chỉ thay đổi đồng hồ từ đồng hồ HP cũ đâu rồi nhỉ? Nhiều quá. Đây, từ cái này. Từ cái này sang cái này. Đó. Thì nhiều tỷ lệ nhiều ít sang thì nó crit nhiều hơn cho nên là. Cho nên là Akasha nó sẽ cho lên đây cái ly hỏa. Với 12 tỷ lệ và 61 tinh thông ở đây. Và cuối cùng là nón. Với nón tỷ lệ và 54 tinh thông và 14 sát thương cộng với tấn công. Và đó là kết thúc của video 500 cộng thánh di vật để hu tao lên 1%, từ 4 lên 3%. Thêm 1%. Thêm 1%. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi. Nếu như các bạn thích những content liên quan tới Genshin Impact thì hãy like và subscribe cho kênh, cũng như là comment phía dưới những gì bạn nghĩ với team Fudina, Senjun, Hu Tao, Zeylan này, cũng như là các team của Hạo,
hay những kim khâm khác. Cũng như là nếu như các bạn muốn xem những content khác có thể liên quan tới Yu-Gi-Oh, có thể liên quan tới Genshin, thì các bạn nhớ comment phía dưới luôn để cho tụi mình biết, để tụi mình ra những video tiếp theo phục vụ các bạn ha. Và nhớ là like, subscribe để nhận bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất của tụi mình. Còn bây giờ bye đi và chào tạm cơ. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.